các bạn thân mến, thì trong video lần này hãy cùng Bất Động Sản Việt Nam tìm hiểu mới về quy định về tách thửa và hợp thửa đất từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Như quý vị đã biết thì từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 thì luật đất đai 2024 sẽ chính thức là có hiệu lực. Trong đó thì có những quy định mới về tách thửa và hợp thửa đất. Và để thực hiện việc tách thửa hay là hợp thửa đất thì người dân cần đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc và điều kiện sau. Đối với các nguyên tắc chung thì cần phải có phù hợp với quy hoạch. Việc tách thửa hoặc là hợp thửa đất phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác. Bởi vì việc tách thửa hoặc là hợp thửa đất không được làm ảnh hưởng quyền đến quyền lợi sử dụng đất hợp pháp của người khác. Phải đảm bảo về các yêu cầu về kỹ thuật. Thửa đất sau khi tách hoặc là hợp phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như là diện tích tối thiểu, chiều ngang hoặc là hình dạng của đất. Còn đối với các nguyên tắc khác thì sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, có thể thêm các nguyên tắc khác được quy định trong luật sửa đổi đất đai. Còn đối với các điều kiện cụ thể thì đất hợp thửa phải có sổ đỏ, bởi vì đất hợp thửa phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ. Và đối với các điều kiện khác thì sẽ tùy vào từng trường hợp cụ thể để có thêm các điều kiện khác được quy định. Và do đó thì để phân tích chi tiết hơn về việc hợp thửa và tách thửa đất thì Bất Động Sản Việt Nam xin kính mời quý vị đến với video tiếp theo của chúng tôi.